thành phố Hồ Chí Minh đề nghị khởi tố một số đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội. Ngày 24 tháng 7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đã có văn bản yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan giải quyết tình hình chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, BHTN, bảo hiểm y tế, trên địa bàn. Trong các giải pháp đề ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp giữa hai đơn vị. Đồng thời, đề nghị xác minh, củng cố hồ sơ và đề nghị khởi tố một vài đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội. BHTN, Bảo hiểm y tế, theo Điều 216 Bộ Luật Hình sự, hoặc yêu cầu các doanh nghiệp chậm đóng xây dựng kế hoạch cam kết và thực hiện nộp tiền bảo hiểm xã hội, BHTN, Bảo hiểm y tế theo tiến độ. Yêu cầu này của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xuất phát từ thực trạng nợ bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh không có chiều hướng kéo giảm. Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2023, thành phố Hồ Chí Minh có hơn 82.000 doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội, BHTN, bảo hiểm y tế với tổng số tiền hơn 6.222 tỷ đồng. Trong đó, có hơn 40.000 đơn vị chậm đóng dưới 3 tháng với số tiền chậm đóng hơn 1.632 tỷ đồng, hơn 7.000 đơn vị chậm đóng từ 3 đến dưới 6 tháng với số tiền chậm đóng hơn 423 tỷ đồng. Hơn 5.000 đơn vị chậm đóng từ 6 tháng đến dưới 12 tháng với số tiền chậm đóng hơn 569 tỷ đồng. Đáng lưu ý, có gần 29.500 đơn vị chậm đóng từ 12 tháng trở lên với số tiền chậm đóng hơn 3.392 tỷ đồng. Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy cho rằng, một trong những nguyên do không có đơn vị nào bị đưa ra xét xử là vì quan điểm không phải trốn đóng mà là chậm đóng, không có tiền đóng. Mặc dù có nghị quyết tháng 5 năm 2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao giải thích thế nào là trốn đóng bảo hiểm xã hội nhưng không áp dụng được. Chính vì vậy, bà Thúy cho rằng các cơ quan phải ngồi lại đánh giá việc áp dụng nghị quyết này. Song song đó, đề xuất cần phải định nghĩa cụ thể trong văn bản luật về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bao gồm việc chủ sử dụng lao động trốn khỏi nơi lao động sản xuất và thời gian bao lâu không đóng bảo hiểm xã hội thì được xem trốn đóng bảo hiểm xã hội. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.